Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với phần 2 bản tin FBNC 24/7. Giá nhiên liệu giảm đã mang lại những tác động tích cực đối với nền kinh tế Mỹ. Người tiêu dùng tự tin chi tiêu nhiều hơn và các doanh nghiệp cũng đã đầu tư trở lại. Các chuyên gia dự đoán rằng xu hướng này sẽ giữ nguyên trong nửa đầu năm 2015. Giá nhiên liệu giữ nguyên đà giảm đã mang lại những tác động tích cực đối với nền kinh tế Mỹ. GDP tăng vọt lên 5%, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2003. Ngay cả những nhà đầu tư cũng rất phấn khởi, đẩy chỉ số Dow Jones lần đầu tiên vượt lên trên 18.000 điểm. Người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn, các công ty xuất khẩu trở lại và các doanh nghiệp cuối cùng cũng chịu đầu tư. Chúng ta đã có một vài quý khá tốt đẹp, nhưng hãy nhớ rằng điều đó có được là nhờ quý đầu tiên không mấy khả quan. Tuy nhiên một điều rõ ràng rằng người tiêu dùng cuối cùng cũng cảm thấy tự tin chi tiêu trở lại. Nói về người tiêu dùng, giá nhiên liệu giảm đã giúp cho nhiều người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể ở chi phí xăng dầu. Từ đó có điều kiện chi tiêu ở những mảng khác. Xu hướng này được dự kiến tiếp tục trong năm 2015. Tôi nghĩ giá dầu trong năm 2015 sẽ ở mức 70 đô la một thùng. Đây là mức giảm đáng kể so với cách đây một năm. Mặc dù vậy, các chuyên gia còn cho rằng vẫn còn một vài cơn gió ngược kìm hãm kinh tế Mỹ bùng nổ. Thị trường nhà ở vẫn còn ảm đạm và chi tiêu của các doanh nghiệp cũng không quá mạnh tay. Xuất nhập khẩu không quá tuyệt vời trong năm sau. Thực tế tôi cho rằng chúng ta sẽ suy giảm 3% trong quý thứ tư. Những biện pháp can thiệp tỷ giá trực tiếp và gián tiếp của chính phủ Nga đã có chút tác dụng đối với việc giữ giá đồng rúp, thế nhưng các chuyên gia không tin vào hiệu quả dài hạn của các biện pháp này. Tiếng chuông ngân vang đêm Giáng sinh có thể là một tiếng chuông an lành cho các nước phương Tây, nhưng đối với Nga, đây là tiếng chuông cảnh tỉnh dành cho cả nền kinh tế. Giá dầu xuống thấp, hàng loạt các biện pháp cấm vận của phương Tây, trong khi đó đồng rúp trượt giá liên tục. Trong tuần qua, chính phủ Nga và Ngân hàng Trung ương Nga đã liên tiếp có những biện pháp hỗ trợ cho đồng rúp, bao gồm cả biện pháp đột ngột nâng lãi suất từ mức 10,5% lên tới 17%. Ngoài ra, còn có những biện pháp can thiệp gián tiếp, chẳng hạn như hạn chế việc giao dịch ngoại tệ thông qua mua tài sản nước ngoài. Trong động thái mới nhất, Ngân hàng Trung ương Nga đã giúp cho các doanh nghiệp Nga tái cơ cấu nợ ngoại tệ mạnh như là đô la hay euro. Những biện pháp này đã giúp cho đồng rúp chững đà trượt giá, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng hiệu quả chỉ thể hiện trong ngắn hạn. Những biện pháp này đã gây ra nhiều vấn đề cho các công ty, chủ yếu là về nợ. Trong tháng 12 cho tới tháng 2 năm sau, có khoảng từ 30 đến 40 tỷ đô la nợ quá hạn. Trong cả năm sau, có tới 150 tỷ đô la nợ tới hạn. Điều này sẽ rất khó cho một nền kinh tế quốc tế hóa như Nga. Hãng xếp hạng tín nhiệm S&P cảnh báo sẽ hạ bậc tín nhiệm kinh tế Nga. Đầu tuần này, một trong những ngân hàng tầm trung của Nga là Deutsche Bank đã buộc phải nhận cứu trợ từ chính phủ với mức cứu trợ là 530 triệu đô la. Các chuyên gia cho rằng, với đà trượt giá của đồng rúp, mức cứu trợ đó chỉ mới là bước khởi đầu. So với đầu tháng 10, giá đồng rúp vẫn giảm 30% so với đồng đô la. Điều đó có nghĩa là các ngân hàng Nga vẫn sẽ tiếp tục chịu áp lực. Với việc các ngân hàng và doanh nghiệp Nga không thể xoay sở với các khoản nợ ngoại tệ, các chuyên gia cho rằng kinh tế Nga sẽ rơi vào suy thoái trong năm sau. Kéo theo đó là một giai đoạn khó khăn trên con đường khôi phục kinh tế toàn cầu. Thưa quý vị, khép lại một năm với nhiều sự kiện biến động về mặt kinh tế, xã hội, chắc hẳn ai cũng có những dự báo riêng của mình về tình hình kinh tế trong năm 2015. Sự phục hồi ngày càng rõ nét của Mỹ chỉ đủ để bù đắp lại cho tăng trưởng giảm tốc ở những nơi khác như là châu Âu, Trung Quốc hay Nhật Bản. Câu hỏi được nhiều người đặt ra vào lúc này là kinh tế thế giới sẽ như thế nào trong năm 2015? Ông Nariman, chuyên gia kinh tế thuộc hãng nghiên cứu IHS đánh giá, các yếu tố tích cực đã tạo đà cho nền kinh tế toàn cầu khởi sắc trong năm 2015. IHS cũng dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3% trong năm sau. 10 dự báo của nền kinh tế toàn cầu trong năm sau bao gồm: kinh tế Mỹ phục hồi đà tăng tốc, nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ nằm ở mức từ 2,5 đến 3% trong năm 2015. Tiếp đến là tương lai của khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Nền kinh tế khu vực Eurozone được nhận định là sẽ tiếp tục chật vật do thị trường lao động yếu ớt. Tuy vậy, sự kết hợp giữa giá dầu giảm sâu và đồng euro yếu, những thách thức tài khoá giảm bớt, sức ép nợ nước ngoài giảm hay chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ giúp kích thích tăng trưởng ở khu vực này. Sau châu Âu, kinh tế Nhật Bản được dự báo là sẽ thoát ra khỏi suy thoái và tăng trưởng trở lại. Kinh tế Nhật Bản được dự báo sẽ đạt 1% tăng trưởng trong năm sau. Kinh tế Trung Quốc được dự đoán là sẽ tiếp tục giảm tốc. Sự hỗ trợ từ chính sách tiền tệ và tài khoá không đủ để cản trở kinh tế Trung Quốc giảm tốc còn 6,5% trong năm tới. Mức tăng này được xem là yếu theo tiêu chuẩn của Trung Quốc. IHS cũng đã đưa ra dự báo về các nền kinh tế mới nổi. Theo IHS, hầu hết các nền kinh tế mới nổi đều tăng trưởng khả quan trong năm sau, nhờ vào giá dầu giảm, thanh khoản toàn cầu tăng, cộng với kinh tế Mỹ và châu Âu tăng tốc. Đặc biệt, trong nhóm các nền kinh tế mới nổi, các nền kinh tế Trung Đông, Mỹ Latin, Bắc Phi sẽ đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
Tiếp đến là vấn đề giá cả hàng hóa toàn cầu. Giá dầu đã giảm 40% kể từ tháng 6 cho đến nay do nguồn cung vượt dự báo, còn nguồn cầu lại khá ảm đạm. Theo IHS, giá cả hàng hóa có thể giảm bình quân khoảng 10% trong năm sau. Dự đoán thứ bảy là về nguy cơ giảm phát trong bối cảnh hàng hóa cơ bản tụt dốc và tăng trưởng toàn cầu yếu ớt. Các yếu tố giảm phát đang xuất hiện mạnh mẽ tại các nền kinh tế phát triển. Ngoại lệ của giảm phát là Nga đang chứng kiến đồng nội tệ rớt giá trầm trọng, kéo theo lạm phát tăng vọt. IHS dự đoán Fed, Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Canada là những ngân hàng dự báo sẽ nâng lãi suất trong năm 2015, tương ứng vào các tháng 6, tháng 8 và tháng 10. Ngược lại, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được nhận định là sẽ hạ lãi suất hoặc tăng thanh khoản cho thị trường thông qua mua tài sản. Về vấn đề tiền tệ, IHS dự đoán đồng đô la Mỹ mạnh lên nhờ vào triển vọng tăng trưởng khả quan của nền kinh tế Mỹ và kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Và cuối cùng, IHS dự đoán những rủi ro về nợ nần sẽ giảm xuống, nhất là tại Anh và Mỹ. Ngay bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị tiếp tục giữ kênh FBNC, chúng ta sẽ đến với câu chuyện nổi bật ở phần cuối cùng. Một vài dự báo cho thị trường chứng khoán năm 2015.